Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyền Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyền Đành Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả An An. Và quý vị thân mến, tiết lộ với quý vị và các bạn là đây sẽ là một tập truyền vô cùng gây cấn, phải nói là gây cấn từ đầu đến cuối. Thế nên là anh Sa hy vọng quý vị và các bạn chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tình tiết nào trong tập truyền này cả. Như chúng ta đã biết, thì bà Hoài và ông Trinh vốn dĩ chính là bố mẹ ruột của Ái Ly. Thế nhưng mà cả hai con người này thì đều không hề yêu thương gì con ruột của họ cả. Một người thì bỏ rơi cô ngay từ khi còn nhỏ, một người thì đối xử vô cùng tệ bạc. Rồi giờ đây khi mà Ái Ly đã may mắn tìm đường nơi trốn bình yên cho cuộc đời của mình, đó chính là Duy Thành, thì bất ngờ hai con người này lại xuất hiện và hòng chụp lợi từ cô ở phần cuối của tập truyền trước thì Ái Ly đã nằm mơ thấy một cơn ác mộng về bà Hoài và Duy Thành, người yêu hiện tại của Ái Ly. Và quả nhiên, đó đúng là một điểm báo. Vậy thờ tập truyền này, những điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyền này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở thành Và kênh Trở thành thì vừa phát sóng xong rất nhiều bộ truyền hấp dẫn mà trong số đó thì phải kể đến hai bộ truyện gần đây đó là Lạc lối trong men say nhận được rất nhiều sự yêu mến từ quý khán thính giả và hiện tại là lừa tình trái ngang. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Đành mệnh khó chối từ tác giả An An qua dòng đọc của anh xa, Cô không thể nào diễn tả hết cảm xúc của mình khi nghe được câu nói đó bằng cách nào. Khóe mắt nhòe đi trong phút chốc. Nhận được sự yêu thương, quan tâm từ một ai đó là một điều xa vời và ái ly. Những tưởng rằng đời này cô không biết cái gì gọi là may mắn cho đến khi gặp Duy Thành. Nhờ có anh mà cuộc đời của cô như được gột rửa. Những giọt nước mắt rơi về hạnh phúc, thấm vào áo sơ mi của Duy Thành. Anh cười khổ, xoa xoa lưng cô như dỗ sành. Ngốc à, sao lại khóc thế? Anh càng nói cô lại càng khóc to, bàn tay nhỏ bé vòng qua ôm anh rất chặt, dường như sợ những gì mình đang trải qua chỉ là giấc mơ. Người ta hay nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy quả không sai. Nửa đêm thì Ái Ly gặp ác mộng Cô mơ thê bà Hoài Gương mặt đầy máu Đang xít cổ suy thành Mặc cho anh vùng với kêu cứu cớ nào Thì cũng không thể nào thoát khỏi bà ta Mày phải đi cùng tao Phải đi cùng tao Âm thanh ghê sợ như vòng từ vực sâu nào đó Đánh úp vào thần trí của Ái Ly Khiến cô lạnh toát cả sống lưng Lòng bàn tay đầy mồ hôi ướt đấm Cô gọi tên Suy Thành nhưng mà đến cuốn họng thì âm thanh lại không bật ra được. Anh bất động nằm ở đó, cả người đầy máu giống như đã chết. Bà Hoài cầm trong tay một con sao vừa mơ đâm Duy Thành, không ngừng vung lên hạ xuống ngực cô. Trong cơn mộng mị, ai lấy cảm giác như chính mình bị đâm thật vậy. Trước ngực lan tỏa cảm giác đau đớn. Duy Thành bị những tiếng u ớ của cô đánh thức. Anh vội vàng ngồi bật dậy mở điện, nắm lấy bàn tay đang vùng loàn xà trong không trung của cô, gấp gáp rồi hỏi. Ái Ly, em sao vậy? Cuối cùng thì Ái Ly cũng được kéo ra khỏi cơn ác mộng đó. Cô mở tròn mắt thở phào nhẹ nhóm, ôm chầm lấy Duy Thành. Em mơ thấy ác mộng à? Vâng. Không biết cô mơ thấy gì mà cơ thể vẫn còn run sẩy. Duy Thành gạt đi những sợi tóc dính trên gương mặt, đang thất thần, ôn tồn rồi nói. Không sao rồi Chỉ là ác mộng thôi Không phải thật đâu Anh đỡ cô nằm xuống Một tay sang xa cho cô gối đầu Ái Ly áp mặt vào ngực của anh Mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy an toàn Anh tắt điện nhé Vâng Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối Hơi thở của Ái Ly đã trở mồn trở lại Nhưng mà gương mặt đầy máu me của bà Hoài Thì vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô mang theo nỗi bất an đến tận sáng. Ái Lì vẫn không thể nào chợp mắt. Nhận ra biểu hiện khác lạ của cô. Duy Thành hỏi cô đã mơ thấy gì. Thế nhưng mà Ái Ly làng tránh. Sáng nay thì Diệp Liên không có tiết. Vậy nên gọi sớm cho Duy Thành. Muôn mượn cô gái nhỏ của anh một buổi. Nghe nói Diệp Liên rủ mình đi mua sắm. Ái Lì vui vẻ ngay. Cô cực kỳ thích gần gối với cô ấy. Cảm giác giống như chị em gái vậy. Cho em này. Sao tự dưng lại cho em tiền thế? Cứ lấy đi mua sắm. Cứ mua thoải mái. Anh đã ghi vào số nợ giúp em rồi. Duy Thành rất chú đáo. từ tay lấy tiền bỏ vào túi sách cho cô. Ái đi thay quần áo đã xong. Đứng ngay ngắn đợi anh đánh giá. Em xanh không? Ừ. Xấu chết đi được ấy. Lại đây. Rồi thì anh kéo cô ngồi lên đùi. Thử đem mái tóc ngắn ngang vai cột lên. Gương mặt thanh tú lộ ra gò má ửng hồng. Anh nhẹ nhàng mơn trớn rồi quyết định để cô xoa tóc. Ra ngoài đẹp quá thì là có người để ý thì cũng phiền lắm. Anh lại còn cố tình bảo cô tròn màu son trầm xuống và bằng mọi cách đem cô làm cho xấu đi vài phần thì mới vừa lòng. Duy Thành không thể ngồi yên, khóa chặt cô trên đùi rồi sẵn sò. Đi chơi về ghé qua công ty của anh luôn nhé. Anh bảo chưa về nhà, Em ghé qua đó để làm gì? Nếu như em về sớm mấy, À vâng Diệp Liên sắp đến rồi đấy Nhận ra ý đồ đen tối của Duy Thành Ai Ly vội vàng ngăn anh lại nhưng mà không kịp Nụ hôn có phần cuồng xá Như muốn nút chẳng cô Đến giờ đi làm nhưng mà Duy Thành Vẫn còn ôm cô ở nhà Cánh môi mềm mại bà anh hôn đen đỏ ửng, Ai Ly thở sớm để anh ra vùng phiệu. Anh xấu thật đấy anh vẫn đẹp trai chán Em mê như điếu đổ rồi lại còn dối lòng nữa Màu thả em xuống đi Không đâu Em phải đáp trả thành ý trước đã Anh đã không đến công ty thì thôi Cứ hết ở nhà thì lại chồng cô đỏ mặt tía tai mới chiều. Ai lê chầm chế hôn lên má của anh Nhưng mà Duy Thành không bao giờ thấy đủ Anh dày vò cô đến khi hơi thở cả hai dần mất không chế mới thôi trên cổ của Ái Ly lại lưu thêm một dấu hôn mới. Cô lém lệnh đáp trả lại một dấu y hệt lên người của anh. Duy Thành khoái ra mặt, đem cổ áo sơ mi mở ra một nút. Nhờ môn vạch cho cả thế giới biết, mình vừa được bạn gái hôn. Anh chỉnh lại quần áo cho cô. Vừa xong thì Diệp Liên gọi. Cả hai cùng nhau đi xuống dưới. Duy Thành bây giờ mới chịu đi làm sao? Ờ, dạ, anh ấy... Diệp Liên nhìn hai má hồng hồng của Ái Ly thì cười cười không hỏi nữa. Lâu rồi thì cô mới dành thời gian cho bản thân, làm đẹp, mua sắm, nhưng mà lại ngại đi một mình. Vừa hay có thêm Ái Ly. Thật lòng thì Diệp Liên cùng quý cô nhóc này như em gái, nói chuyện thoải mái không cần kiêng dè. Hôm trước Duy Thành nói em mang bầu, là thật à? Anh ấy đùa thôi hả à? Em vẫn chưa có. <laughs> Thế mà chị cứ tưởng hai người chơi trò đánh nhanh thắng nhanh chứ. Ai lì bán lén, mỉm cười. Một tay vô thức sờ lên bụng. Không chỉ suy thành, bản thân cô cũng đang mong đợi một điều gì đó sẽ xuất hiện là mối quan hệ giữa hai người họ thêm kháng khí. Trước đó, Duy Thành nhờ Diệp Liên tìm giúp mình vài gia sư. Nghe nói Ai rất thích học tiếng Anh. Cô thử gợi ý nên đến trung tâm học thử xem. Quen nhiều bạn mới sẽ tăng khả năng giao tiếp. Ái nghe xong rất thích Nhưng mà chưa dám tự ý quyết định Mà phải hỏi qua Duy Thành Diệp Liên cười trừ Xem ra thì cô nhóc này rất nghe lời anh Đến trung tâm mua sắm Diệp Liên đưa Ái Ly ghé qua cửa hàng cô thường đến Thời trang thanh lịch rất hợp với cô nhóc này Tính ra từ trước đến bây giờ váy áo toàn làm Duy Thành mua cho cô Cả tủ Ái Ly vẫn chưa mặc hết Nên hôm nay đi theo chỉ là ngắm thôi không có ý định sẽ mua thêm gì cả diệp lên tròn mấy bộ váy dài qua gối màu sắc nhá nhặn đưa cho ai ly bảo cô đi thử lông ở phòng thử đồ ai ly sực nhớ lúc sáng duy thành có bỏ tiền vào cô mở túi sách ra xem số tiền trong túi làm cô choáng váng cẩn thận cất lại không dám mở ra nữa thế nào vừa chứ à, vừa vặn ạ à. vậy thì em lấy hai bộ này nhé Um, thôi chà Em vẫn còn nhiều váy lắm Ái Ly cười cười từ chối Hai tay giữ khư khư tôi sách Làm Diệp Liên cũng hiếu kỳ Em mang theo gì vậy um, Chị à um, Chị giữ tiền giúp em được không ạ à? Đâu đưa chị xem nào Diệp Liên buồn cười Với vẻ mặt như sờ gặp cướp của Ái Ly Khi mở túi sách ra xem thì cô mới hiểu tại sao con nhóc này lại hoang mang đến thế. Em đành mua hết nhiều đây mới về à? à? Là Duy Thành bỏ vào Mà em thì không nghĩ lại nhiều như vậy Cứ kể đi Hôm nay chị giúp em tiêu tiền à, Thôi chà Anh ấy làm việc vất vả lắm Em phải giúp anh ấy tiết kiệm Ừ Em à, mà không đồng đến số tiền này Thì chốc nữa Duy Thành lại nhăn nhó đấy Cứ tin chị đi Dạo qua cửa hàng thứ hai Thì Duy Thành gọi đến Ali nói mình chưa mua gì anh bảo cô phải mua bằng được rồi mới về. Ý định muốn tiết kiệm cho anh đành phải từ bỏ. Mà nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Bọn mày có thê con nhỏ kia không? Đâu? Ai cơ? À, con nhỏ váy xanh ấy à? Ừ, đúng rồi đấy. Sao thế? Nó giật bồ mày sao? Sao mà mặt mũi lại khó chịu như vậy? Bảo Tiên nhếch môi, không biết liên xỉ rồi đáp trả. Nó cướp người đàn ông tao thích đấy Anh ấy rất phong độ Hơn cả chục lần bạn trai của bọn mày ấy. Nhóm bạn chơi cùng với Bảo Tiên Toàn loài mắt xanh môi đỏ Thừa hiểu tính bản mình nên khinh khỉnh rồi trêu Gớm thật đấy Ở thế rồi người đàn ông đó có thích mày không Hay là mày ảo tưởng đấy Anh ấy có để ý đến tao mà Duy Thành chỉ là lướt mắt nhìn Bảo Tiên một lần Thế mà đã khiến cô ta tự nhận là mình được anh để ý đến ánh mắt vẫn không rời khỏi người ái ly một giây cô bàn bên cạnh lên tiếng ừ uhm. nhìn thì cũng thuộc loài có tiền đấy toàn ghé vào những cửa hàng cao cấp cả thôi tao muốn qua đó đứa nào đi cùng không mày đi đi bọn tao xuống tầng dưới ừ trong lúc ái ly thử đồ diệp liên để ý một cô gái cứ liếc mắt về phía bọn họ và anh nhìn không mấy thiện cảm Phong cách ăn mặc có phần phóng khoáng mát mẻ của cô ta khiến cho Diệp Liên có một chút ấn tượng. Em xong rồi. Em chọn được mẫu nào ưng ý không? Là mẫu này à? <laughs> Chuẩn đấy, chị cũng thích. Thế tính tiền nhé. Dạ vâng. Sau đó thì Diệp Liên đành đưa ấy Lady Spa. Thế nhưng mà ra khỏi trung tâm mua sắm thì lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp, nhờ cô lên giải giúp hai tiết đầu giờ. Thế là đành phải hẹn Ái Ly hôm khác. Tạm biệt Diệp Liên rồi xách túi đồ xuống xe. Ái Ly được một người quen gọi lại. Cô gái, lúc nãy có người nhờ tôi đưa cho cô cái này. Tôi sang mà không có ai ở nhà cả. À, cháu cảm ơn cô nhé. Người đó là nam hay nữ ạ? À? Là nữ, tầm 50 ấy. Ngay đến đây thì trong đầu của Ái Ly chỉ nghĩ đến duy nhất một người là bà Hoài. Không ngờ rằng bà ta đã tìm được đến đây. Cô vội vàng gỡ mảnh giấy ra xem. Nét chữ siêu vào là của bà ta chứ không ai khác. Nội dung rất ngắn gọn. Bà ta yêu cầu cô đến một địa chỉ gặp mặt. Nếu không thì sẽ tìm đến công ty suy thành quẩy phá. Giấc mơ đêm qua lại ùa về khiến trái Lý bất giác dùng mình. Bà nghĩ là nó sẽ đến chứ? Chắc chắn là nó sẽ đến. Nó rất xem trọng những người từng giúp đỡ mình Nhất là không muốn gây phiền phức cho họ Trước đây nó không chịu nghe lời Tôi đến chỗ bà cụ bán phở trong huyền Bà hay cho nó đồ ăn đấy Rồi thì tôi đập phá ở đó Thế là nó cầu xin Lại lộp chồng rất đáng thương Bà Hoài khởi khởi móng tay tự tin nói Con gái bà ta sinh ra Ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách Quả nhiên ái ly đến điểm hàn thật Cô nghĩ ông Trình xa xuất hiện cùng bà Hoài nhưng mà ngoài dự đoán khi chỉ có một mình bà ta. Nghe nói là mày đang cặp đại gia à? Bà nghe ông Trinh nói sao? Là ai nói thì cũng đâu quan trọng đâu. Nhưng mà này, làm sao mà mày có thể thoát khỏi thằng lưu manh kia thế? Là có người đã cứu tôi. Bà cũng đã chạy được rồi cơ mà. Tại sao không đến nơi khác đi? Trước đó thì bà Hoài còn mong là cô biến mất khỏi cuộc đời của bà ta. Thế nhưng mà lần này thì lại chủ động tìm đến cô. Bà Hoài nhếch môi. Con này hay nhỉ? Tao muốn đi đâu mày quản được sao? Có mang tiền theo không? Có. Nhưng mà bà phải thề sẽ rời khỏi thành phố này. Này. Mày là con của tao đấy. Thế mà mày lại dám bắt mẹ của mình phải thề động sao? Đúng như vậy Bởi vì bà không đáng tin Lúc này thì bà hoài nghiến sang Trong đầu của mụ ta đang âm thầm toàn tính Sau khi lấy được tiền từ Ái Ly Mụ sẽ rời khỏi đây Ông Tranh sẽ không có được đồng nào cả Và đó là nước cờ cuối Bà Hoài dành tặng cho ông ta Cất công lên kế hoạch nhưng mà Không được hưởng lời gì Chắc chắn gã ta sẽ tức chế Mày muốn tao thề chứ gì Được thôi tao thề là nhận tiền xong sẽ rời khỏi đây nếu như nút lời thì chết không nhắm mắt Ai đi lành người với khẩu khí mạnh mẽ từ bà ta bao nhiêu tiền hôm nay duy thành cho cô đều đưa cho bà ta hết thấy nhiều tiền quá thì mắt của bà hoài sáng rực lên không cần đếm vội vàng giật lấy còn nữa không đưa hết cho tao hết rồi mày nói láo đưa tao kiểm tra Thế là bà ta tụm lấy túi sách của Ái Ly Theo bản năng của hất tay ra Lực mạnh nên bà Hoài ngã lăn ra đất Miệng thì rít lên chửi bới Mọi chuyện tạm thời giải quyết xong Ái Ly về nhà đợi suy Thành Và cô sẽ nói sự thật với anh Hy vọng rằng sự biến mất của bà Hoài Sẽ trả lại cho cô cuộc sống yên ổn Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ Cuộc nói chuyện giữa cô và bà Hoài Đã bị bốn ánh mắt như diều hâu quan sát Bọn họ đều là những kẻ mang theo toàn tính lân hiếu kỳ. Sự xuất hiện ở đây vốn dĩ không hề mang theo ý nghĩa nào tốt đẹp cả. Duy Thành nói hôm nay anh chỉ đến công ty buổi sáng, chưa về ra ăn cơm với cô. Nhưng mãi ly đợi đến 12 giờ vẫn không thấy anh về. Cô đành gọi điện, nhưng mà nghĩ là em chắc anh có việc bận nên thôi. Thành quả sau một buổi sáng mua sắm của Ái Ly cũng không nhiều cho lắm. Chủ yếu là mua cho Duy Thành sáng người cao giáo như anh, mặc áo sơ mi trông rất phong độ. Cô cực kỳ thích ngắm nên mua hẳn ba áo, màu nào cũng nhá nhặn cả. Ăn chưa xong, Ái Ly dọn dẹp nhà cửa. Cô giáo bận nên buổi chiều được nghỉ. Cô đành rủ Duy Thành đi xem phim. Nhưng mà thời gian cứ trôi dần trong sự hoang mang của Ái Ly. Ngay lúc cô lấy điện thoại gọi cho anh thì Duy Thành trở về. Trưa nay anh bận à? Ừ, Duy Thành đáp một câu ngắn gọn rồi ôm chầm lấy Ái Ly. Vậy nên những biểu cảm khác lạ trên mặt của anh cô không thể nào nhìn thấy. Ái Ly Cái cách mà Duy Thành gọi tên cô mang theo một sự nặng nề khó tả. Ánh mắt toát lên sự đau lòng say rất hỏi. Tối qua em... em đã mơ thấy ác mộng gì vậy? Có thể nói cho anh biết không? Em mơ thấy bà Hoài. Bà ta rất đáng sợ Gương mặt dữ tợn đầy máu Nhớ đến thì Ái Ly lại cảm thấy ám ảnh Không chú ý đến vòng tay của Duy Thành Càng thêm siết chặt Cô thở dài rồi nói Trưa nay Em đã đi gặp bà ta Anh xin lỗi Vẻ mặt vô lực đến đờ đẫn của Duy Thành Giấu sau lưng của cô Anh nhắm mắt hôn lên mái tóc đen mềm mại Trong lòng đang tự trách bản thân rất nhiều nếu nhanh quan tâm đến những bất an trong lòng của Ái Ly, nếu nhanh tinh tế hơn nữa, liệu rằng mọi chuyện có được cứu ván không? Tương lai của cô còn rất dài, anh không muốn mọi thứ chấm dứt như vậy. Cảm giác dằn vặt đang bùa vây lấy Duy Thành. Dù đã có câu trả lời nhưng mà anh không nỡ để Ái lì lạc lóng đối mặt với chuyện này. Duy Thành từng nói dù trời có sập xuống, anh cũng chống đỡ cho cô. Và bây giờ là lúc anh thực hiện lời hứa đó. Ali không hiểu vì sao Duy Thành lại nói xin lỗi. Hành động của anh rất lạ. Anh đi tắm. Nấu cho anh bát mì nhé. Duy Thành đột nhiên đẩy cô sang. Ali ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. lên cảm mách bảo dường như xảy ra chuyện gì thì phải. Hay là Duy Thành dần cô về sớm nhưng mà không chịu đến công ty tìm anh. Mang theo nỗi hoang mang cực độ, Ali vào bếp nấu mì. Duy Thành tắm lâu nên khi nước sôi ống ôm, ôm Cô vặn nhỏ lửa đợi anh Chuyện cô gặp bà Hoài vẫn chưa nói xong Đợi lát nữa Anh ăn mì thì cô sẽ giải thích về số tiền kia vậy Nghe con người gó cửa Ái ly từ trong bếp đi xa Vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy Một nhóm người đứng ở bên ngoài Đôi môi của cô mất máy chưa kịp hỏi Thì nghe đồng chí công an Lên tiếng trước Đây có phải là nhà của ông Trần Duy Thành không? À vâng Chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp Mời cô hợp tác Chuyện gì thế này Tại sao công an lại xuất hiện ở đây Còn lệnh bắt khẩn cấp Là như thế nào thế Ai lì hoảng hốt bị ép tránh sang một bên Duy Thành cũng đã tắm xong Anh không mặc quần áo ở nhà Mà lại ăn mặc lịch sự Giống như đã lường trước được tình huống này vậy Ai lì chạy đến chỗ Duy Thành Đôi tay run run ôm lấy anh rất chặt Cô rất sợ cảm giác Đang ôm anh trong tay nhưng mà lại không đủ sức để giữ lấy Có ai nói cho cô biết Chuyện gì đang xảy ra không Cô chưa từng thấy Duy Thành trầm mặc đến như thế Sự im lặng của anh mang đến Cho Ái Ly rất nhiều khủng hoảng Bàn tay nhỏ bé Vẫn cố gắng giữ chặt áo sơ mi của anh không buông Trái tim bị bóp ngàn Đến nỗi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn Cảm giác như người đàn ông của cô đang bị cả thế giới quay lưng vậy. Một đồng chí công an đọc lệnh bắt, giọng nói vang lên khiến tai của Ái Ly như bị đóng chuông. Cô không nghe rõ, chỉ đau đớn nhìn vào mắt của Duy Thành. Ngay lúc này mọi lời nói từ người khác, cô đều không tin, bởi vì tất cả sự tin tưởng của cô dành hết cho anh rồi. Biểu cảm bất an lo sợ đều hiền rõ trên mặt của Ái Ly. Duy Thành hiểu là cô đang một mình trải qua những cảm giác đó, nó đáng sợ như thế nào. Tay anh nổi đầy gân xanh, bất lực đưa lên rồi buồn thóng. Anh hôn lên chán cô, bình tĩnh sẵn sò. Em đừng nói gì cả. Và cũng đừng lên tiếng. Ái Ly gật đầu lia lia, nhưng mà lại không kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc, anh đau lòng. Nhưng mà im lặng là điều tốt nhất cho Ái Ly vào lúc này. Có người báo án và cung cấp bằng chứng anh xuất hiện gần khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. Thời gian trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân nghe đến đây thì ái ly như muốn sụp đổ cô rất muốn hỏi nạn nhân có phải là bà hoài hay không nhưng duy thành không cho phép anh dùng hai tay che tay của cô lại sự tuyệt vọng trong đôi mắt đèn thấm như nhát sao trí mạng đâm vào ngực cô cảm giác đau đớn hệt như giấc mơ đêm qua từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay anh cô đang làm cái gì thế này tại sao lại kéo duy thành xuống vũng bùn nhơ nhướp của cô chứ Ai ly chỉ ương giá như đêm đó mình bị đám đàn em của thế vế bắt được Thì tốt biết mấy Cô sẽ không gặp lại Duy Thành Và sẽ không làm liên lụy đến anh nữa Lúc này Chiếc còng tay lạnh lẽo chạm vào da thịt của Duy Thành Anh đành phải buông ái ly ra Lời nói cuối cùng tựa như gió thoảng qua tai cô Xin em Đừng nói gì cả Nhìn anh bị đưa đi Bóng lưng thẳng tắp có phần cô độc Ai Ly khóc nức lên đỡ đến ngồi thụp xuống sàn. Duy Thành, em không sướng. Là em, là em hại anh rồi. Ái không nghĩ rằng bà Hoài đã chết, mà Duy Thành lại còn có liên quan. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, mọi chuyện đã bị đẩy xa đến nỗi cô không thể nào tưởng tượng được. Ái lúc này cảm giác bản thân đầy tội lỗi. Cô không biết phải làm gì để cứu Duy Thành, anh gặp bà ta khi nào? Tại sao anh lại đến đó? Vào giờ phút này đó là hai câu hỏi đặt ra trong đầu của Ái Ly. Và có một điều cô tự tin dùng tính mạng của mình đảm bảo. Duy Thành tuyệt đối không hề giết bà Hoài. Nhân cách của anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Thay vì ngồi đây khóc lóc, cô phải lấy lại bình tĩnh để nghĩ cách cứu anh. Gạt đi nước mắt, Ái Ly cuốn quyên chạy lại ghế tìm điện thoại. Cô quờ quàng, lật tung ghế sofa thì cũng không thấy điện thoại đâu cả. Tinh thần bấn loạn đến nỗi điện thoại nằm sờ sờ trên bàn, nhưng mà cô lại không thấy. À, đúng rồi. Diệp Liên, mình phải gọi cho chị ấy. Trong đầu của Ái Ly tự lầm bầm, cầm điện thoại trên tay, cô run dậy bấm số. Âm thanh đường kết nối vang lên. Ái Ly đã gấp gáp kể tường tần quá trình mình đi gặp bà Hoài. Ban đầu thì Diệp Liên nghe không hiểu, nhưng mà sau đó liền nhanh chóng nhìn ra được điểm bất thường nên hỏi. Lúc em xuống á bà hoài xuống đất. Bà ta vẫn còn tỉnh táo chứ. Còn à. Bà ta còn sức để mắng em cơ mà. Sau đó em bỏ đi. Không quan tâm bà ta thế nào. Hay... Hay là... Hay là em giết bà hoài. Mà Duy Thành chỉ là người đến sau hỏi chị? Nếu như chỉ là một cô ngã như vậy thì không thể nào chết người được. Chúng ta phải đợi kết quả giám định pháp y thôi. Chị sẽ đến cho em ngay. Em cứ bình tĩnh nhé, ái ly. Vâng ạ. À. Tắt máy xong, cô chợt dài nằm trên ghế. Trong đầu cố gắng hình dung lại lúc mình đẩy bà Hoài Nga xuống có điều gì khác lạ không? Ái Ly đang mong bà ta xảy ra chuyện ngay lúc đó để cô có thể gánh lấy tội danh giết người thay cho Duy Thành. Trương Mạnh là người thứ hai biết được chuyện này Chỗ cậu ở gần căn hộ của chú mình hơn Vậy nên chạy đến trước Nhìn Thái li bơ phờ mở cửa Cậu mới dám tin đây là sự thật Sao rồi? Chú ấy bị công an đến nhà bắt đi à? Đúng như vậy Họ nói có người báo án Và cung cấp bằng chứng Nên đã bắt anh ấy Thế trước đó Chú ấy có nói gì không? Duy Thành bảo tôi giữ im lặng. Anh ấy có những biểu hiện rất lạ. Đáng lý ra lúc Duy Thành về tôi nên hỏi mới phải. Tôi đúng thật là ngu ngốc mà. Tôi còn về... Về mẹ của cô. Cô định giải quyết thế nào? Nhờ Trương Minh hỏi mãi Lý mới nghĩ đến chuyện này. Cô cơ mai lo cho Duy Thành mà quên mất người chết chính là mẹ ruột của mình. Rồi sao thì bà Hoài cũng mang nàng đẻ đau sinh ra cô. Đến phút cuối, Ái phải làm tròn trách nhiệm của một người con. Đợi dịp liên đến, Ái Ly theo cô đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác. Còn Trương Minh thì nghe ngóng tình hình bên phía Duy Thành. Theo kết quả giám định pháp y, bà Hoài bị một vật nặng đập vào sau gáy dẫn đến mất máu quá nhiều mà tử vong. Hiện tại, chỉ có lời khai từ Duy Thành là manh mối quan trọng nhất. Nhưng mà chỉ có luật sư mới là người liên hệ được với anh. Tất cả đều đang chờ đợi một câu nói từ phía Duy Thành. Riêng Ái Ly vẫn giữ quan điểm đó. Anh không giết bà Hoài. Đây là một đêm mất ngủ với nhiều người. Diệp Liên ở lại với Ái Ly. Nửa đêm cô nghe tiếng nước nở rất khẽ vang lên từ trong chăn. Tinh thần cô nhóc này chắc hẳn đang rất hoảng loạn và tự trách bản thân rất nhiều. Diệp Liên cảm thấy đau lòng nên ngồi dậy. Vô về ân cần hỏi. Em chưa ngủ sao? Giọng nói của Ái Lê khản đặc vang lên. Chị ơi, lúc Duy Thành bị bắt còn chưa ăn uống gì cả. Anh ấy đói bồm chăng sẽ khó chịu lắm đấy. Ở trong đó anh ấy có bị làm sao không chị? Không đâu. Duy Thành đã chủ động liên hệ luật sư rồi. Dường như anh ấy đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện này. Đều tại em cả. Giả như em đừng gặp Duy Thành thì tốt biết mấy. Diệp Liên ôm lấy Ái Ly. một vòng tay vô vô lưng cô như trấn an. Hành động sống hệt Duy thành khiến cô lại càng nhớ anh hơn. Lúc sáng, anh còn ôm cô sẵn sò như một đứa trẻ. Ra ngoài thì phải chơi thật vui, không được liếc mắt đến người đàn ông nào khác. Trong đầu chỉ được nghĩ đến một mình anh Duy Thành thương cô Yêu cô là điều không cần bàn cái Nhưng mà anh Có cần về cô mà hy sinh nhiều như vậy không Tương lai sự nghiệp của anh rồi sẽ thế nào đây? Rất nhiều câu hỏi xoáy vào đầu của Ái Ly. Chỉ cần cô nhắm mắt, sẽ thấy mọi thứ xoay vòng vòng. Em đừng nghĩ như vậy. Chỉ tin là Duy Thành đang làm một điều gì đó mà chúng ta chưa hiểu được hết. Em cũng không có lỗi. Việc chúng ta nên làm bây giờ là tin tưởng và chờ đợi anh ấy. Dạ vâng. Những lúc như thế này Ái Ly cảm thấy mình thật vô dụng. Chỉ biết cầu mong cho trời mau sáng. Một ngày mới bắt đầu sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Cô hy vọng ngày mai nắng lên sẽ mang anh trở về. Luật sư bào chứa cho suy Thành hẹn gầm Diệp lên Cô không muốn Ái Ly phải chịu đựng cảnh dây vò bản thân thêm nữa. Vậy nên đưa cô theo cùng. Nhìn cô gái mặt mũi nhợt nhạt ngồi kế bên Diệp Linh. Luật sư đâm chiêu hỏi. Cô là Ái Ly, có phải không? À, vâng là tôi. Từ sơn ông ấy nhìn cô rồi gật đầu. Ái Lê cảm thấy hoang mang. Luật sư đi thẳng vào vấn đề rồi nói. Có nhiều bằng chứng bất lợi đang chống lại Duy Thành. Cô ấy cũng thừa nhận là mình có đến gặp bà Hoài. Nhưng mà lời khai thì lại có điểm mâu thuẫn. Mâu thuẫn thế nào về luật sư? Cô ấy nói là mình dùng thanh gỗ đánh vào gáy bà ta. Nhưng mà kết quả giám định pháp y thì lại không như vậy vận gây ra án mà phải có đồ nặng và bén tôi nghĩ là đá khu vực đó toàn là đá sỏi rất có khả năng người gây án không phải là duy thành cậu ấy đang muốn nhận tôi cho một ai đó là tôi là tôi đã giết bà hoài anh ấy muốn nhận tôi thay tôi đấy ái ly anh bình tĩnh lại đi cô lắc đồ ngoài ngoài sốt sáng kể hôm qua Lúc 10 giờ hơn, tôi đi gặp bà Hoài. Trong lúc giằng có, tôi đẩy ngã bà ta. Rất có thể là bà ta đập đầu vào đá rồi tử vong. Luật sư à, nhờ ông giúp tôi đi tử thú. Duy Thành không hề có tội đâu. Cô đẩy ngã bà ta sao? Vâng. Nhưng mà kết quả khám nghiệm hiện trường lại không hề có dấu vân tay của cô. Cả ba người đều nhìn nhau nhíu mày tôi không nhớ bà hoài thay quần áo khác bà ta làm như vậy để được gì ai lại lên kế hoạch tự tìm cái chết cho mình chứ diệp liên hỏi thêm duy thành có nói tại sao anh ấy lại đến đó không cô ấy khai trước đó có mâu thuẫn với bà hoài hôm qua bà ta gọi điện mục đích là muốn vòi tiền nếu như duy thành không đưa sẽ bắt cóc ái ly giữa hai người xảy ra cửa cái nên mơi xô sát Cô ấy nói mình không cố ý đánh chết bà ta. Thời gian tử vong được xác định là khoảng mấy giờ về luật sư? Tầm 11-12 giờ trưa. Nói như vậy là Duy Thành chỉ đến sau ái ly ít nhất một tiếng đồng hồ. Rất có thể cô để bà ta ngã trúng vào đá. Sau đó mất máu quá nhiều nên dân đến tử vong. Duy Thành chỉ là người thế tội thay cô. Nhưng mà ai là người gọi anh đến đó mới là manh mối quan trọng. Duy Thành một mực nhận mình giết bà Hoài nên không khai ra. Anh sực nhớ đến ông Trinh. Cô nắm tay của Diệp Liên khẩn trương nói. Phải rồi. Còn ông Trinh, rất có thể ông ta gọi cho Duy Thành đến đó. Ông Trinh là ai vậy? Là bố em. Luật sư nghe xong, nhìn ra được manh mối gì đó thì hỏi. Ông Trinh là loài người thế nào? Cô có thể kể sơ qua được không? Tôi cũng chỉ mới biết đến ông ta gần đây. Nhưng mà Duy Thành đã thuê thám tử điều tra khi lưỡng. Ông chính là người ham mê cờ bạc, hiện tại đang sống cùng với một người phụ nữ, nhưng mà cuộc sống không hề hạnh phúc. Vài hôm trước thì ông ta tìm tôi, bộ dạng rất thảm hại. Nó là cần sự giúp đỡ nhưng mà tôi không đồng ý. Ông ta dùng lời lẽ khó nghe mắng chửi. Trước đó giả vờ muốn nhận lại tôi. Nhưng mà không đạt được mục đích Thì lên trở mặt Có khi là vì chuyện này Ông ta sinh hận nên mới dở trò đấy Ai Lê nói được một nửa thì dừng lại Sâu chuối sự việc cô cam đoan Ông tranh nhất định có liên quan Chỉ có ông ta Mới biết là tôi ở đâu Quen với ai Bà Hoài căn bản không thể nào xó tường tận Mà tìm đến chung cư được Ý cô là ở hiện trường Có thể xuất hiện thêm một người nữa sao đúng như vậy luật sư cũng đồng quan điểm này thế nhưng mà ngặt nôi duy thành vì bảo vệ ái ly nhất định không nhắc đến ông trinh anh bỏ mặc cả tương lai lớn sự nghiệp đứng xa gánh tội thay cho cô điều đó có thể cho thấy tình yêu của anh dành cho cô lớn đến mức nào đời này gặp được duy thành cô đã man nguyện rồi nói chuyện với luật sư xong thì ái ly nhất quyết đi tử thú dù cho tuổi xanh giết người phải ngồi tù bao nhiêu năm đi nữa cô cũng chấp nhận không thể nào để Duy Thành mất tất cả vì cô Biết đường ý định đó của Ái Ly Thì Diệp Liên cũng vội can ngăn Em không được manh động ngay lúc này đâu Chúng ta phải đợi xem diễn biến tiếp theo thế nào đã Liệu rằng người cung cấp chứng cứ có ý gì Khi mà nhắm thẳng vào Duy Thành Và hoàn toàn không phải là em Nhưng mà bà Hoài là do em giết Duy Thành bị oan trả Em Chỉ hiểu cảm giác của em nhưng mà hiện tại chúng ta cần phải bình tĩnh. Em làm được mà, có phải không Ái Ly? Cô không thể làm được khi Duy Thành đang muôn nhận hết tội trạng. Ái Ly úp mặt vào hai tay, cảm giác bất lực như đang gồng gánh lên đôi vai nhỏ bé. Luật sư nhìn sang Diệp Linh, thành thật rồi nói. Cô ấy có sẵn tôi. Cuộc gặp hôm nay không được để cô gái tên Ái Ly biết. Diệp Liên cũng không ngờ Duy Thành lại nặng tình đến như thế. Cái cách mà anh bảo về Ái Ly thật sự khiến cô ngưỡng mộ. Thế nhưng mà đâu đó trong lòng của cô vẫn không tin một trong hai người họ giết bà Hoài. Liệu rằng đằng sau đó còn tình gì không? Mọi suy đoán của Diệp Liên lúc này đều hướng về phía ông Trinh. Chuyện Duy Thành bị bắn trước sau gì xa đình của cũng biết. Bố mẹ Trương Minh không dám để đến tai bà cụ. Ngắt tivi lên điện thoại hạn chế để bà xem tin tức. Từ chỗ luật sư về, Diệp Liên đành ghé qua trường xin nghỉ vài hôm, nên đưa Ái Lì đến chung cư xong, thì tranh thủ đi một lát rồi quay lại. Sáng nay cô đi đâu vậy? Tôi không gọi được cho cô ấy. À, xin lỗi anh. Sáng nay tôi đi gặp luật sư, cũng quên mang theo điện thoại. Xong nó của Trương Manh nặng nề. Bố mẹ tôi đang trên đường đến đó, nếu như họ nói gì quá đáng, cô thông cảm nhé. À vâng, tôi biết mà. Cậu phải ở nhà trong trường bà cô nên cũng không thể nào giúp Ái Ly. Mà nói đỡ cho cô lúc này cũng không xoa dịu được sự tức giận từ bố mẹ. Nhất là bố của cậu. Trường mình chưa từng thấy bố tức giận đến như thế. Từ sân chú là bị bắt về phạm tội giết người. Công ty bấm trống điều đứng. Bố của cậu phải tìm cách xoay sở. Vừa lo chuyện công ty, vừa lo cho bà cô ở nhà. Suốt đêm qua cậu thầy bố hút thuốc cho đến sáng. Điện thoại luôn trong trạng thái sẵn sàng kết nối. Gọi điện khắp nơi tìm cách bảo lãnh cho chú. Bà Hìn không cần gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào. Ai đi ngồi phòng khách sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích từ mọi phía. Cô sẽ không phản kháng. Điều đó không còn quan trọng gì nữa. Một cái tát thẳng thần sáng xuống gương mặt xinh đẹp. Ai đi mỉm môi cúi đầu xin lỗi. Tôi đã cảnh cáo cô Nên rời xa Duy Thành rồi Cô nhìn xem đi Bây giờ cô ấy thê thảm thế nào Tương lai của Duy Thành Bị cô hủy hoại không thường tiếc Sẽ là còn phải đối mặt với án tù nữa Đây là cái cách mà cô báo đáp tình yêu của nó sao Tôi xin lỗi Tôi thành thật xin lỗi Xin lỗi à Cô xin lỗi thì được gì đây Sao lại còn mặt dày Ở lại đây sao Cô muốn Duy Thành làm gì cho cô nữa đây? Vợ chồng của bà Hiền đang vô cùng tức giận. Nếu như biết ra cảnh của Ái Ly phức tạp như vậy thì ngay từ đầu đã phản đối đến cùng. Ái Ly im lặng. Cô cũng không hề thoải mái gì khi ở lại đây. Nơi cô nên thuộc về là nhà Sam mới phải. Ý định đi từ thú của Ái Ly vừa được dịp liên ngăn cản vài phút trước thì giờ đây lại bắt đầu nhanh nhóm. Phải sống trong sự khủng hoảng vì lo lắng cho Duy Thành khiến sức chịu đựng của cô dần bị hao mòn. Cô không còn tha thiết gì nữa. Chỉ cần biết anh yêu cô nhiều như vậy là đủ lắm rồi. Thế Ái Ly im lặng, chồng của bà Hiên lại càng khó chịu. Lần đầu, ông đứng ra chất vấn. Cô biết gió mẹ mình là người phiền phức thế nào? Thế mà lại còn muốn ở bên cạnh Duy Thành à? Nếu như cô yêu cầu ấy, nghĩ cho cậu ấy, thì đã không cố chấp muốn ở lại. Bây giờ cỡ sự thành ra như vậy, Cô có cảm thấy hối hận không thế? Tôi không hối hận bởi vì đã yêu Duy Thành. Chỉ tiếc là đã gặp anh ấy không đúng thời điểm. Ngoài câu xin lỗi xa, tôi không dám mong mọi người thông cảm. Tôi sẽ trả tự do cho anh ấy. Bằng cách nào đây? Cô khiến mà mang sống lại được sao? Cách trả tự do nhanh nhất là cô nên biến đi. Biến khỏi cuộc đời cậu ấy càng nhanh càng tốt. Diệp Liên vừa đến cửa thì nghe bố Trương Minh nói xong câu đó. Ở ghế đối diện, Ái Ly cúi đầu như đang thỏa hiệp. Vô số áp lực từ nhiều phía đang đè nặng lên đôi vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ bé đó. Một bên là tình yêu, một bên là sự dằn vặt tự trách. Duy Thành đã hy sinh quá lớn khiến Ái Ly gồng gánh không nổi. Diệp Liên sợ cứ như thế này, Ái Ly sẽ không chịu được mà buông tay. Cô Liên cũng đến sao? À vâng Em nghe Trương Minh nói anh chị đang tìm luật sư có phải không ạ? À? Đúng như vậy. Chúng tôi đã liên hệ được luật sư Khang. Bằng mọi giá, phải bảo lãnh được Duy Thành. Em biết là ai cũng lo lắng cho anh ấy. Nhưng mà vụ án này có nhiều ổn không? Khi chưa có kết luận chính xác, mọi người đừng vội tự trách. Còn bé cũng không muốn Duy Thành xảy ra chuyện đâu. Cô lại còn bênh vực cho nó được sao? Nếu như Duy Thành cưới cô thì đã không có chuyện gì cả rồi. Diệp Liên cười nhạt. Duyên số đã được vận mệnh an bài. Gỡ ngáp thì cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì cả. Cô ngồi xuống bên cạnh Ái Ly. Thay Duy Thành bảo về cô nhóc này. Vợ chồng bà Hiên không dám để bà của ở nhà quá lâu. Vậy nên nói xong thì cũng xa về. Em phải mạnh mẽ lên. Tuyệt đối đừng buông tay. Em đã thông suốt rồi Chị cứ để em đi tự thú nhé Duy Thành còn ở trong đó ngày nào Thì em cũng không thể nào yên lòng ngày đó Em sắp phát điên Bởi vì nhớ anh ấy mất Xin chị giúp em được không Để em nhận tội đi mà Ái Ly Em có tin chị không Em tin Ngoài Duy Thành và chị ra Em không còn tin tưởng ai khác Vậy thì phải nghe lời chị Duy Thành làm tất cả là muốn bảo vệ cho em. Nếu như em tự thú, thì người chịu đau đớn dày vò tiếp theo lại anh ấy đấy. Ai Lê bật khóc trên vai của Diệp Liên từng tiếng nấc ứa ngàn Em phải làm gì bây giờ đây? Chị à, em nhớ anh ấy quá. Chị hiểu mà. Rồi thì chúng ta sẽ sớm gặp lại Duy Thành thôi. Em phải mạnh mẽ lên. Vâng à. Nếu như không có Diệp Liên Thì rất có thể Ái Ly sẽ không chủ nổi Sang đến ngày thứ hai Kể từ lúc Duy Thành bị bắt Tình hình thì vẫn không khả quan hơn Ái Ly mất ngủ hai đêm liền Gương mặt xanh sao nhợt nhạt Đôi mắt trông sâu thiếu sức sống Diệp Liên ở lại đây suốt Nên cô không có cơ hội ra khỏi nhà một mình Trong tâm thức của Ái Ly Vẫn chưa từ bỏ ý định đi từ thú Thầy Diệp Liên Lấy túi xanh. Ái Ly hồi hộp chờ đợi Cô chỉ mong đến lúc này Vợ như không chú ý nhưng mà lại đang mong chị ấy sẽ đi ra ngoài. Chị đi một lát. Em ở nhà ăn sáng đi nhé. Vâng ạ. À. Nhớ ăn đấy. Chị sẽ về nhanh thôi. Ai Ly thấp thỏm. Tiến Diệp Liên ra tận cửa. Sau đó thì cô liền chạy vào phòng lấy bộ váy Duy Thành thích nhất mặc vào rồi đi ra ngoài. Cô nên kết thúc mọi thứ tại đây thôi. Cô sẽ đem sự thật sáng sáng trả lại tự do cho Duy Thành. Đến cuối cùng đáp lại tình yêu cao quý của anh cô chỉ biết nói hai chữ xin lỗi ái ly đi rất vội đã chầm chế hai ngày rồi suy thành ở trong đó nhất định sẽ rất khó chịu tiếng còi xe bất ngờ vang lên làm ái ly giật bắn cô đi sát vào lề thì một giọng nói đanh đá cất lên này tôi đang gọi cô đấy bảo tiên hất cảm thái độ như mẹ thiên hạ ngoắc tay vào ái ly Trí nhớ của cô rất tốt nên những người từng gây ấn tượng thì cô nhớ rõ. So. Cô gái đang ngồi trên xe kia. Ai lê đã gặp hôm đó ở nhà hàng. Lên xe đi. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi đang bận. Có liên quan đến cái chết của mẹ cô. Cô muốn nghe không thì bảo đây. Thế là Ai Lê gấp gáp chạy đến mở cửa xe. Còn chưa kiểm thắt xe an toàn thì bảo tiên đã nhấn mạnh chân gà. Cô khẩn trương bám chặt vào ghế Cô biết gì về cái chết của mẹ tôi sao Nếu như cô biết gì Thì xin cô hãy giúp tôi với Ổn nào quá uhm, Bây giờ thì tìm quán nào yên tĩnh rồi nói đi Ờm, uhm, Vâng Dường như vỡ đường cọng cỏ cứu mạng ali mừng quính Dù chưa biết cô gái này đang nằm sự bí mật gì Nhưng miễn làm có manh mối giúp Duy Thành Bảo Thiên đờ chung cư vạn hoa mấy hôm nay Muốn gặp Ái Ly để đàm phán Nhưng mà không gặp được Trùng hợp là hôm đó Cô ta theo dõi Ái Ly từ trung tâm mua sắm về đến tận chung cư Lúc Ái Ly xuống xe rồi vội vội vàng vàng lên taxi đi đâu đó Bảo Thiên cũng hiếu kỳ đi theo Không ngờ rằng là chứng kiến Một truyền kênh thiên đồng địa Mà sắp tới đây Cô ta sẽ dùng nó để làm điều kiện trao đổi đến quán cà phê bảo tiên đi thẳng lên tầng 3 phong thái cao ngạo như kẻ chiến thắng nhìn lại thấy ái ly đang vội vàng đi theo mình thì cô ta nhích môi cười khẩy vừa ngồi xuống ái ly đã không nhìn được hỏi ngay cô biết gì về cái chết của bà hoài có phải không um. nhưng mà trước khi nói ra tôi muốn trao đổi điều kiện cô nói đi người đàn ông hôm đó đi chung với cô ở nhà hàng tên gì vậy anh ấy tên là duy thành tôi muốn anh ấy phải cưới tôi điều kiện bảo tiên đưa ra khiến ai đi không thể nào ngờ đến cô ta có ý với duy thành cô có thể hiểu nhưng mà để cưới thì thật sự là hơi hoang đường hoặc giả nếu nhà ai có đồng ý đi chăng nữa thì chắc gì duy thành đã chịu bảo tiên nhớn mày rồi gắt gỏng sao thế không muốn à? Um, chuyện này thì tôi không thể nào tự ý quyết định được. Hiện tại Duy Thành đang bị giam giữ bởi vì liên quan đến cái chết của bà Hoài. Tôi... Thì cũng đơn giản thôi. Chỉ cần cô biến mất và bảo gia đình anh ấy chấp nhận tôi. Nếu như vậy thì Duy Thành sẽ được thả tự do. Bởi vì anh ấy không phải là người gây án. Bảo Tiên nói với vẻ mặt vô cùng thản nhiên giống như manh mối của ta đang nắm giữ cực kỳ quan trọng. Ái Ly đánh bảo từ ý quyết định rồi nói. Được. Tôi chấp nhận điều kiện của cô. Nhưng mà trước hết tôi phải xem cô biết được bao nhiêu đã. Tôi mới là người có quyền đặt ra luật chơi vào lúc này. Cô chỉ là kẻ thực hiện thôi. Đừng nói cái giọng như ra lệnh đó. À, tôi xin lỗi. Mong cô có thể tiết lộ một chút được không vậy? Ừ, biết điều như vậy thì còn được đấy. Đến nước này rồi Ái Ly chỉ có thể hà mình nghe theo những yêu cầu của cô ta. Dù cho quá đáng hơn nữa thì Ái Ly cũng cam chịu. Bảo tiền muốn làm kho xế thì mới vừa lòng. Cô ta gọi hai ly cà phê, nhưng một ly không bỏ đường. Phục vụ đem nước lên cô ta lên bắt Ái Ly phải uống hết ly cà phê đen đặc đó môi chịu hé môi tiết lộ. Ở phía đối diện cách đó ba bàn Có một thanh niên đang nhìn về phía ái ly Cô nhớ mày uống hết ly cà phê đắng đó Tầm mắt lơ đánh lướt qua chỗ Nhật hào. Cả hai đều nhìn thấy nhau Không hiểu vì sao cậu lại thấy Trên gương mặt cô gái kia xuất hiện tia mừng sơ Bảo Tiên hài lòng nhún vai Lấy điện thoại trong túi sách mở khóa Rồi đưa cho ly xem Đôi mắt to tròn mở to hết cớ Biểu cảm kênh hai giống như vừa xem qua một thư gì đó vô cùng kinh khủng. Ái Lê run dậy. Đôi môi mấp máy không nói nên lời. Những hình ảnh bào tiên chụp lại khiến cô bàng hoàng nhận ra rằng đồng tiền có sức mạnh ghê gớm cỡ nào. Nó có thể khiến cho những kẻ lòng tham vô đáy sâu xé nhau. Không phải là cô... Cũng không phải là Duy Thành. Người giết bà Hoài chính là ông Trinh. Một người là bố, một người là mẹ cô, dù cho họ bạc béo cơ nào Hận nhau đến mức nào thì ai Ly cũng không nghĩ về tiền Mà lại dẫn đến giết hại nhau Lời thề độc của bà Hoài hôm đó Như đang văng vẳng bên tai cô Chồng cô có vẻ bất ngờ nhỉ Nhưng mà tôi thì không xa lạ gì cả Gã đàn ông xẻ sách đó Rất tham tiền Mà cũng may mắn là mẹ tôi Rất ra được với gã <laughs> Nhưng mà mẹ cô thì lại xui xẻo rồi sau khi lấy tiền của con gái, bà Hoài đành cao chạy xa bay. Nhưng mà không ngờ rằng các đàn ông nói là sẽ ở quán nước đời mình lại có mặt ở điểm hẹn. Ông Trinh vô cùng tức giận bởi vì bị mô ta lừa lần này. Hai bên xảy ra tranh chấp. Ai cũng muốn một mình nút tròn số tiền kia. Thế là trong lúc nóng giận, ông Trinh lấy một viên đá to hơn bàn tay, đập vào gáy của bà Hoài. Toàn bộ quá trình giàn dần phi tàng chứng cứ của ông ta rất nhanh chóng và bình tĩnh. Giống như đã tính đến khả năng sẽ giết bà ta. Thế nhưng mà có những việc người đang làm, trời đang nhìn, giết người đền mạng, đó là quy luật. Ông chẳng nghĩ rằng màn kịch mình tạo ra quá hoàn hảo. Bà Hoài là do ông ta giết, nhưng mà gánh tội sẽ là người khác. Ông ta rời khỏi hiện trường, nhưng mà không biết vẫn còn một người nữa có mặt ở đó, chính là Bảo Tiên. Có lẽ là bà Hoài sẽ không chết nếu như cô ta gọi cấp cứu. Đằng này thì bảo tiên chỉ có hứng thú quay lại quá trình gây án của ông Trinh mà lại không hề quan tâm đến sống chết của bà ta. Nhưng có một điểm khiến cho Bảo Tiên thắc mắc mãi không hiểu là tại sao Duy Thành lại đến đó và nhận tội giúp Ái Ly. Phải chưa cô ta ở lại thêm vài phút nữa thì đã có đáp án. Thế Ái Ly đột ngột đứng lên. Bảo Tiên nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo rồi hỏi. Cô định đi đâu đấy? Ờm... Um tôi đi vệ sinh một lát thôi Đành gọi điện nhờ người đến giúp sao nếu như cô dám giờ cho, tôi sẽ xóa những bức ảnh này ngay lập tức đấy ờ, không tôi không gọi trai cả tôi để điện thoại lại đây nhìn vẻ mặt tái mét của ai ly nghĩ rằng cô bị sốc nên bảo tiền cũng không nghi ngờ gì cả nhật hào vẫn theo soi xin bến ở bàn đối diện thấy ai ly đứng lên nhưng mà anh mất thì lại nhìn mình như đang cầu cứu Cậu chân trừ rồi đi theo. Ái ly khẩn trương đứng trước nhà vệ sinh chờ đợi. Hy vọng rằng Nhật Hào sẽ nhận được tín hiệu của cô. Đã biết hôm thủ là ai. Cả cô và Duy Thành không liên quan đến cái chết của bà Hoài nữa. Việc cần làm bây giờ là lấy được điện thoại của bà o Tiên. Chứng cứ đều lưu lại hết trong đó. Cô cần gì? Nhật Hào nhíu mày hỏi. Anh có thể giúp tôi lấy được điện thoại của cô gái kia không? Lý do? Thật sự là tôi đang rất cần nó. Trong đó có lưu bằng chứng phạm tội của người đã giết mẹ tôi. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Diệp Liên. Chị ấy cũng đang giúp tôi tìm bằng chứng. Mấy hôm nay thì Nhật Hào không hề gặp Diệp Liên. Cậu cũng không biết cô đang bận chuyện gì. Ngài lì nhắc đến cô thì Nhật Hào mới nghĩ cách xuống. Cậu vừa quay ra ngoài và mặt đã thay đổi nụ cười hờ hững nơi khóe môi cùng với dáng vẻ phong lưu tuy hứng xa sáng trai hư chính hiểu nhật hào kéo ghế ngồi xuống cảnh bảo tiên gương mặt điển trai nhìn cô ta si mê không chớp mắt cô gái anh có thể biết tên em được chứ con người tán tỉnh bảo tiên liền hứng thú nở ra nụ cười cợt nhà rồi đáp lại <laughs> anh biết tên tôi để làm gì vậy anh đã chú ý đến em từ nay đến giờ. Bây giờ mới có cơ hội tiếp cận đấy. Em rất đẹp. Vừa nói Nhật Hào vừa nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay trắng nón được chăm chút kỹ lưỡng của cô ta. Khỏe môi thì vẫn duy trì nụ cười ngả ngớn. Gu của Bảo Tiên là những người đàn ông trưởng thành, lịch lám. Nhưng mà kiểu người phóng khoáng đẹp trai như Nhật Hào thì cũng không tội. Cô ta cong môi rồi đáp. Trình đồ thà thánh của anh cũng ghê gớm đấy. Có ghê gớm đến đâu thì cơm khuất phục dưới tim em thôi. Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Được thôi. Thế là tay bảo tiên chạm đến điện thoại cất trong túi sách. Nhưng mà rụt lại, cô ta vô cùng cảnh giác, nhớn mày rồi hỏi. Điện thoại của anh đâu? À, anh để ở bàn bên kia rồi. Sao thế? Nhật Hào ghé sát vào tay của Bảo Tiên. Giọng nói khàn khàn đầy tư tính khiến cô ta đỏ mặt. Rồi thì tay của cậu len lỏi đến túi sách Nắm lấy tay cô ta cuốn quýt Hành động mờ ám hệt như đưa đẩy Khiến cho Bảo Tiên thích thú Ngồi gần như thế này thì mới thấy hết Sức hấp dẫn của em Đúng là không cướng lại được ấy Anh điều hòa vừa thôi Anh nói thật mà Nếu như không có ai Anh thật sự muốn hồn em đấy Lúc này thì Bảo Tiên Cười tít cả mắt không chú ý đến Nhật Hào đã lấy được Điện thoại của cô ta Ai này ở bên trong như ngồi trên đống lửa vậy Cô không biết là bên ngoài Nhật Hào sao rồi Lưu số anh vào đi Anh tên gì Nhật Hào <laughs> Tên đẹp đấy Thế còn em Bảo Tiên Nhật Hào đưa tay ra xả vờ ngành tóc cô ta Ánh mắt thì dừng Ở màn hình điện thoại xem cách mở khóa Cậu cười mỉm Chủ động ghé sát mặt vào bảo tiên Hành đầm giống như sắp hôn vậy Cô ta mím môi Trong lòng thì đang kêu gào mong đợi Tay cầm điện thoại dần buông thóng Nhật Hào thổi nhà vào tay của Bảo Tiên Dù số rồi nói Em nhắm mắt lại đi Giờ phút này thì Bảo Tiên đã bị vài đẹp trai đánh gục hoàn toàn Chầm dài nhắm mắt hưởng thụ Tại nhưng mà cô ta vừa buông điện thoại ra Thì Nhật Hào liền chớp lấy đứng bật dậy anh làm gì vậy? Trả điện thoại đi. Cô ra được rồi. Lúc này Thái Ly mới thở vào nhà nhóm từ bên trong đi ra. Bảo tiên ngơ ngàng. Không ngờ rằng mình đã bị lừa. Cô ta nhảy đồng lên rồi mắng chửi. Tên khốn này! Mày dám chơi xỏ tao sao? Tôi đang cần bằng chứng. Cảm ơn cô bởi vì đã chụp lại nhé. Trả lại đi. Mày phải thực hiện yêu cầu của tao trước đã. Nhật Hào số điện thoại cho Ai Ly rồi sau đó hối thúc cô. Cô đi trước đi. Mật khẩu làm 6 số không? À vâng, cảm ơn anh nhé. Khoan đã, đứng lại đó. Trả điện thoại đi. Bảo tên hôm giữa nhào đến thì bị Nhật Hào giữ lại. Cô ta phản kháng vô cùng quyết liệt. Cao cấu không được thì cắn vào tay của cậu. Nhật Hào thì không bao giờ đánh phụ nữ. Tuy rằng bị đau, nhưng mà vẫn cố gắng níu chân cô ta lại Để Ái Ly chạy thoát Có được chứng cứ Ái Ly nhanh chóng đi tìm Diệp Liên Và phải đưa nó cho luật sư để cứu Duy Thành ra ngoài Cô chưa gọi thì Diệp Liên đã gọi trước Xong điều như trách móc Ái Ly à Em đi đâu vậy Tôi không phải là chị đã dàn em nên ở nhà sao Chị ơi Em tìm được bằng chứng rồi Người giết bà Hoài là ông Trinh đấy Là ông ta giết chứ không phải là em Bây giờ em đưa nó cho luật sư Chị giúp em liên hệ nhé Ờ, Được rồi Em đang ở đâu vậy? Chị đến ngay Em đang Ái có cảm giác Một thứ gì đó vừa xuyên qua xa thịt của mình Cùng lúc đó tiếng hô hoán Của một người đàn ông bất ngờ vang lên Cơm Màu bắt ông ta lại, là ông ta đấy Bồn cô truyền đến cảm giác Đau đớn khó tả Chiếc váy Duy Thành thích cô mặc nhất Đang nở những bông hoa đỏ thấm nhưng tiếng ồn nào cùng với cảnh vật xung quanh bỗng quay cuồng trong phút chốc. Ái Ly hít thở khó khăn, chạm tay ra phía sau eo. sau máu đỏ tươi ấm nóng ướt đấm lòng bàn tay của cô. Khóe môi thều thào thở gấp. Giúp tôi. Làm ơn. Lấy lại tôi xanh. Giúp tôi với. Lúc này thì Diệp lên thẳng thốt khi nghe những âm thanh huyền não ồn ào truyền qua điện thoại. Cô khẩn trương gọi. Ái Ly. Ái Ly à em có sao không vậy? có nghe chị nói không thế? ái ly gặp chuyện rồi. và đó là suy nghĩ của diệp liên ngay lúc này. từ trong quán cà phê, nhật hào và bảo tiên cũng chạy ra. khi nhìn thấy đám đông đang vây quanh ái ly, cả hai đều sốt sáng chạy lại. điện thoại đâu? điện thoại của tôi đâu? bảo Tin không hề quan tâm đến ái ly, lục lòi trên người của cô để tìm điện thoại. một người đàn ông lên tiếng. Cô ấy vừa bị cướp đấy án cướp túi sách rồi lại còn đâm người nữa đúng là quá manh động mà Nhật Hào nghe xong thì đầy bảo Tiên sang nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Những người xung quanh bàn tán sơn rôm rả về vụ cướp. Bảo tiền lồm lằn từng chút rồi hỏi: ừ, "Ông ta dáng người cao cao, mặc áo màu nâu, trông rất lôi thôi có phải không?" Ừ, "Đúng rồi, ông ta đứng ở bên kia, nhìn thấy cô gái này đi xa thì chạy đến cướp ngay." Mẹ kiếm Là ông Trinh rồi Bảo Thiên hầm hực trời thề Ông ta rất manh động Giữa ban ngày ban mặt Đã dám đâm ái ly Nếu như biết cô ta quay lại cảnh ga ta giết người thì không biết Sẽ tìm đến trả thù bằng cách nào đây Bảo Tiên bắt đầu lo sợ Cho sự an toàn của chính mình Nhìn ái ly nhợt nhạt Nằm giữa vũng máu Cô ta lạnh toát cả sống lưng Về phần ông tranh thì vẫn dành dập xung quanh ái ly nhưng bởi vì tâm trí cô đều dành hết cho việc của duy thành nên mới không chú ý hôm đó gã thống nhất với bà hoài sau khi ái ly mang tiền đến thì sẽ chia mỗi người một nửa xem như công nuôi dưỡng mô ta cũng hứa sẽ chia nhưng mà trong lòng thì lại muốn giờ cho trò chiếm tròn ông tranh cũng không ngoài lề thậm chí là gã ta lại còn lên kế hoạch sẽ giết người diệt khẩu ôm số tiền đó bỏ trốn sang nơi khác rồi làm lại cuộc đời ở đây Bà Tuyết chặn đường sống Gã cũng không thể nào bám chủ được Bà hoài nghĩ rằng Mình đi nước cờ này đã quá cao tay Nhưng mà thực chân ông Tranh Mới là người cầm cán Cho đến lúc chết thì bà ta cũng không thể nào nhắm mắt Mang theo nuôi tức tưởi xuống mổ Còn về phần Duy Thành Ông Tranh đã đưa anh vào trong một cách ngoạn mục Lúc ấy lì rằng co với bà Hoài rồi đầy ngã Ông Tranh liền chớp lấy thời cơ quay video lại. Bởi vì anh Lì bỏ đi ngay sau đó thế nên không biết rõ tình hình của bà Hoài ra sao. Cô cho rằng cô Nga đã khiến đầu của bà Hoài bị chấn thương nên mơ ngồi nhận là mình giết bà ta. Qua bàn tay biến hóa của ông Trinh hiện trường trở thành vụ án con gái giết mẹ ruột. Ông ta dùng đoàn video và những bức ảnh bà Hoài nằm trong vùng máu gửi cho Duy Thành với đành dẫn dù anh đến đó bởi vì không muốn Ái Ly phải ngồi tù thế nên Duy Thành mới có mặt tại hiện trường và tự nhận mình là hung thủ. Mọi thứ diễn ra thuận lợi đến nỗi ông Trinh cho rằng mình sẽ thoát tội. Tại nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ông ta dùng cách gì để uy hiếp người khác thì bảo tiên lại thực hiện một cách y hệt như vậy. Gà ta xáo xác mở nắp thùng xác chui ra Đồ tóc của áo bình thiếu bốc mùi hôi thối. Nhìn thấy không có ai đuổi theo thì ông Trình mới bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ thì gã ta chỉ đành theo xoay ái ly thôi. Nhưng mà không ngờ khi đến gần nghe cô nói đang giữ mạnh mối gã giết bà Hoài thì lại bèn liêu lính đập cô. Cầm túi sách vừa mới giật được từ con gái gã ta chạy vào trong hẻm vắng tìm xó sành nào đó mở ra xem. Thấy điện thoại của bảo tiên nằm trong túi sách của ái ly gã khó hiểu muốn mở ra xem nhưng mà lại không biết mật khẩu. Tôi không nha em, Bằng chứng mà Ai Ly nói nằm ở trong này sao? Ali sao rồi? Vẫn đang cấp cứu. Nhưng mà sao em lại có mặt ở đó vậy? Tôi gặp cô ấy đi cùng với một cô gái khác ở quán cà phê. Ali nhờ tôi lấy điện thoại cô gái kia, nói là trong đó có chứng cứ phạm tội của người giết mẹ cô ấy. Diệp lên nghe xong thì thở dài. Ngay khi có được bằng chứng thì là bị ông Trình lấy mất. Bản thân Ái Ly cũng liên lụy theo. Nhật Hào thấy Diệp Liên dạo này lơ là mình nên buồn sâu rồi hỏi. Cô đang bận giải quyết chuyện gì sao? Duy Thành bị cuốn vào một vụ án mạng. Cô đang giúp anh ấy bảo vệ Ái Ly. Cô đúng thật là sồng lượng. Đi giúp người đã từng phản bội mình à? Bọn cô không có xuyên. Thích hợp làm bạn bè hơn là yêu đương. Mấy hôm nay em vẫn lên lớp đều đặn chứ? Có. Tôi đã hứa với cô thì sẽ làm được. Diệp Liên gật đầu. Thầy quân khoe với cô tới sau khi xuất viện. Nhật Hào không ngang bướng cái lời ông nữa. Chú tâm vào việc học hơn là tụ tâm cùng với đám bạn. Thái độ thay đổi đáng kinh ngạc của con trai khiến ông vừa mừng vừa lo. Không biết làm con mình bị làm sao. Thầy Diệp Liên lo lắng. Nhật Hào ngồi xuống cạnh cô lên tiếng. Ái không bị thương nghiêm trọng quá đâu. Vết đâm bị lệch, chỉ là mất máu hơi nhiều thôi. Cô cũng mong là như vậy. À, tay của em bị sao thế? Nghe Diệp Liên hỏi thì Nhật Hào vô thức đem cánh tay bị cao cấu đỏ bừng, xấu ra sau lưng. Đưa đây cô xem nào. À, không có gì đâu, chỉ là... Diệp Liên trực tiếp nắm lấy cánh tay của Nhật Hào kéo ra. Cô ngài ngùng rồi nói. Lúc giờ cô gái kia lại cho Ly rời khỏi đó Thì đã bị cô ta cắn đấy Theo cô đi sát chồng đi Bảo Tiên về đến nhà thì thấp thỏm lo sợ không dám đi đâu cả Nhìn thấy con gái cứ rú rú trong phòng Thì bà Tuyên thắc mắc rồi hỏi Ơ con sao vậy Thế hôm nay không đứa nào dù đi chơi à Mẹ ơi Bây giờ thì mẹ hạn chế ra ngoài đi Nếu như gặp ông Trình thì chết ngày đấy cái gì mà chết? Lão ta hăm dọa gì con sao? Ông ta giết người rồi đấy. Bà Tuyết nghe xong thì trợn mắt, ngồi xuống giường con gái rồi vội vàng hỏi. "Cái gì? Ông ta giết ai? Con nghe được từ đâu vậy?" Ông ta giết bà Hoài. Là con tận mắt chứng kiến đấy. "Ôi mẹ ơi. Lão ta giết bà Hoài á? À? Ờ, thế rồi." Rồi làm sao mà con chứng kiến vậy Có ai khác nhìn thấy nước không thế Bảo Tuyên đang vô cùng dối sắm Bà Tuyên gần hỏi đến cùng Thì khiến cô ta khó chịu rồi đáp Thế mà còn nhớ người đàn ông hôm ở nhà hàng Mà con nói chứ Con gái của bà Hoài Đang cặp vai ấy Con vô tình theo dõi cô ta Thì phát hiện được chuyện xấu của ông Trinh Sáng nay Tụi con gặp nhau thì ông ta cứ lù lù xuất hiện Rồi lại còn đâm cả con gái ruột của mình nữa Ôi chết thật Lão ta nguy hiểm như vậy Nhớ đầu tìm con trả thù thì sao ờ, Thôi con à Phải báo công an thôi Nhưng mà con không muốn bị lên lụy đâu Đứng xa làm nhân chứng thì rắc rối lắm Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh xa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập truyền ngày hôm nay Và phải nói là một tập truyền vô cùng hấp dẫn Tác giả đã đưa chúng ta đi từ những tình huống bất ngờ này cho đến sự bất ngờ khác. Và với sự việc giờ đây đang trên giai đoạn cao trào, đầy căng thẳng như thế này, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập truyền tiếp theo thì những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Dậu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyền hấp dẫn, thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip Chỉ Dậu một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Đó sẽ là động lực vô cùng lớn để giúp cho anh Sa có như ekip Cố gắng tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn, đường phát sóng đều đặn vào mỗi ngày. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.